Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, tuần đầu tiên của đợt 2, Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 6. Nhiều nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét quyết định trong tuần làm việc này. Theo chương trình kỳ họp được Quốc hội thông qua tại phiên họp chủ bị, Quốc hội sẽ biểu quyết nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa một bên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu EVIPA, nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức, nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021, nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020, nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Trong tuần làm việc, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Vương Đình Huệ, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải, phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Cư trú sửa đổi, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi, Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam, biểu quyết Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp. Trong tuần làm việc, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, báo cáo về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Các nội dung quan trọng này được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Quốc hội sẽ nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, dự thảo nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2030, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội và thảo luận quyết định một số vấn đề quan trọng khác.